Hello, mình đang ở Lô. Giống như hồi sáng mình nói là bây giờ mình sẽ đi mua phân. Cái này là phân đất chứ không phải phân, cái này đất nền nè. Nhưng mà đất này nó cũng nó không có chất gì nhiều hết á. Mà bao nhiêu ta, một đồng 99, một bao như vậy ha. Mình mua 14 bao. Rồi xong rồi cái này á, thì đất nó có mix sẵn, nó gọi là nó có mix phân bò trong đây nè. Cái này hơi đắt hơn chút xíu, là 5 đồng 99 một bao. Rồi mình mua một đống hạt giống nữa nè. Chưa? Rồi mình, trời ơi, đầu bù tóc rối luôn á. Mình mua một đống hạt giống này là strawberry. And then ôi, cho một đống cái gì luôn, cho bù đây không biết. Đủ hết. Một đống trong đây. Hình cái này là cũng là đất, nhưng mà đất nó tốt hơn chút xíu, gọi là premium á, tốt hơn chút xíu nè mọi người. Đây là phân tôm nè, mình phải mua về mở phân tôm vô. Nghe tao nói bỏ phân bò nó nóng cho nên mở phân tôm. Trời ơi, thì bây giờ chở một đống đất này về hơi bị phê á, nhưng mà ngày mai mưa cho nên hôm nay mình tranh thủ. Mình lắm mọi người. Ôi trời ơi, đầu bù tóc rối. Thôi mình bỏ mình lên xe đây, lạnh quá. Mọi người ai cũng đều đi mua đất hết á. Bây giờ là đúng là thời gian bỏ đất xuống rồi. Đúng là mình bỏ mùa thu thì nó tốt hơn. Tại vì mùa thu xong đất nó ủ nguyên một mùa đông á, rồi xong rồi mùa xuân á thì có sẵn đất rồi. Nhưng mà do mùa thu năm trước á là mình không có làm vì mắc dịch bệnh nè, cho nên mắc cái Covid á mình cũng lười đi. Nhưng mà giờ mùa xuân bỏ thì cũng ok. Lạnh quá, thôi mình bây giờ mình chạy về, leo lên xe. Hello. Đây là hạt giống của mình đây. Bây giờ bày binh bố trận ra. Năm nào cũng vậy, chỉ có 3 tháng mùa hè, không tới 3 tháng đâu mọi người, 2 tháng mùa hè thôi. Đây là dâu nha, mà cái giống này nó là dâu màu trắng. Trắng trắng hồng hồng, nhưng mà ngọt lắm. Nên bây giờ họ nói thì mình mua về là nó về nè. Bây giờ mình sẽ mở ra. Nó có những cái gọi là cái giống, cái dâu giống ở trong nè, mọi người thấy không? Nó những cái dây trong nè. Đó, rồi xong rồi nó có một cái lớp gọi là giống như một cái lớp ở đây nó gọi là mốc á, giống như là gỗ vậy đó, gỗ mục á, để mình phủ lên để cho mình ủ cái gốc đó cho nó không có, thứ nhất là nó không có lạnh nè. Thứ hai nữa là nó dĩ nhiên nó đủ ấm á, thì cái rễ nó sẽ bám vô đất, nó sẽ lên ha. Cái này là cũng dâu nè, nhưng mà dâu đỏ. Cái này là củ hành. Thấy chưa? Rồi tất cả các loại đậu. Mình thích cái này lắm nè. Mình thích cái củ này gọi là radish, mình rất là thích ăn cái này. Ăn mình trộn với salad ăn sống á, cho nên năm nay á mình quyết tâm trồng cái này. Năm ngoái mình không có trồng cái này. Nhưng mà năm nay mình quyết tâm trồng nha, để thử coi là nó có lên không nha. Nhưng mà nhìn chung mình không có tay trồng trọt lắm á, tại vì gọi là sao ta, con nhà nông mà. Đúng không ngoại? Con nhà nông mà. Cái này là rau nè, những cái rau mình trộn ăn sống á. Bây giờ mình mở ra coi. Ô, nó được 8 cái một hộp vậy, là được 8 cái dâu nè mọi người. Một hộp được 8 trái gì anh, 18 cây dâu, 8 cái dây dâu, 8 dây dâu chứ không phải là 8 trái. Một cây nó có thể cho ra nhiều trái, nhưng mà mình không biết là mình trồng ra được bao nhiêu trái thôi. Đây nè mọi người. Thấy chưa, nó là một cục vậy nè, đó. Mọi người thấy những cái này không? Đó. Ôi chết cha rồi, camera đâu? Đây, thấy không?
đó, nó ủ trong đây nè. Bây giờ mình sẽ đào cái lỗ. Trong đây họ nói rõ ràng trong đây là mình đào cái lỗ bằng như vậy nè, bằng nguyên một cái, nghĩa là diện tích bằng như đây, rồi mình bỏ nó xuống, rồi mình phủ cái lớp mốt này lên nha. Cái lớp gọi là ở Việt Nam mình gọi là gỗ, sao ta gọi là gì ha, gọi là mộc cưa đó, hình như gọi là mộc cưa hay gì đó đó. Phủ cái lớp này lên rồi xong rồi, chờ ngày ăn dâu. Thì một cái vậy nó có tám tám dây dâu ở tám cái cây dâu trong đây. Ok, mình coi cái nào mình trồng cái gì đây. Năm nào cũng vậy hết mọi người, cứ mùa hè là bắt đầu không biết trồng cái gì, mà có 2 tháng à mà năm nào cũng xúm xa xúm xích hết á. Ok, tulip của mình chưa, đây là hoa tulip của mình nè, thấy nó lên cao. Hôm hôm trước lúc mình quay cái clip trước đó là nó chỉ chút xíu thôi ha, mà bây giờ nó lên được dày rồi nè, cái này mới cao hơn nè, thấy chưa. Nhưng mà cái đó là mình chưa có bỏ phân đó nha. Bây giờ hôm nay á, là giống như nãy á, là mình nói mình đi mua đất đúng không, thì bây giờ là mình bỏ chuẩn bị bỏ đất xuống nè, vì hôm bây giờ bỏ đất xuống thì rất là tốt, vì ngày mai là trời sẽ mưa, thì đất với phân mình trộn chung với nhau thì nó sẽ mưa xuống, nó sẽ thấm xuống và rất là tốt ha. Ở đây cũng là, ở đây dường như là, mình chả nhớ cây này là cây gì nữa, dường như là lily thì phải. Da cái này ly nè, cái này là hoa lily nè ha, còn này là tulip. Trời ơi thương lắm. Còn cái này gọi là cái này là cái cây mai, mai Nhật nè, vài đứa mùa xuân cũng ra đẹp lắm, nó màu vàng. Không phải, lộn rồi, mình lộn. Cái cây này cây Sharon, cây Sharon mùa hè nó mới ra bông màu tím giống như Việt Nam mình là bông bụp vậy á, nhưng mà nó đẹp hơn bông bụp nhiều đó. Trời ơi, ẩn dưới đây cũng là hoa tulip nè, còn cái này mới là mai Nhật nè, mọi người thấy chưa, nó ra vào mùa xuân nên bây giờ là nụ hết rồi nè, thấy chưa đó. Giống 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 cũng giống giống nụ mai ở ở Việt Nam mình chứ hả, cũng ra vào mùa xuân mà nó là mai Nhật á, đẹp lắm. Trời ơi đó, thấy chưa, mọi người có thấy sự sống kỳ diệu không? Chỉ cần ủ dưới đất 1 năm thì nghĩ cứ mình cứ nghĩ là nó chết ha, nhưng mà thực chất là không đâu, chỉ cần một ít mưa một ít nắng và nó sẽ lên lại. Bởi vậy người ta mới nói là vừa đủ mưa vừa đủ nắng thôi, mọi thứ sẽ hồi sinh ha. Đây là tulip nè, còn cái đây là cái cây peony của mình nè. Peony á là ở Việt Nam gọi là hoa gì, hoa mẫu đơn đó mọi người, đó đúng rồi, gọi là hoa mẫu đơn đó. Thì nó có nụ hết rồi nè, thấy chưa, trời ơi thấy thương lắm, thấy thương lắm. Còn cái này là cái cây lilac của mình, gọi là lilac của Hàn Quốc á, Korean á, nó cũng ra nụ hết rồi à, nhiều lắm mọi người ơi. Cây magnolia này á, là cũng là cây mộc lan nè, mà dường như ở đằng trước này, và cho nên lý do mình đi mua phân là vậy, mình cảm thấy là đất ở đằng trước nó cần bỏ phân thêm, nó không có tốt. Thấy tulip chưa, hôm trước bé tí tẹo hôm nay lên hết rồi, rất là nhiều tulip luôn, nhiều lắm mọi người ơi, tulip nhiều lắm, mọc rải rác nhiều lắm. Thấy chưa, xuân tới rồi, xuân tới rồi nè, những cái hoa đầu tiên trong vườn mình, màu tím nè, màu trắng nè, thấy chưa. Lúc mình rảnh mình sẽ dọn hết cái những cái lá khô này, thì là vài bữa nó sẽ rực rỡ thôi. Mình thích mùa hè lắm, mình mùa xuân với mùa hè lắm mọi người, mình cảm thấy cái gì nó cũng bừng dậy hết á. Lai lắc nè, nụ hoa lai lắc của mình nè, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, hoa lai lắc đây, hoa lai lắc đây. Thôi bây giờ chuẩn bị mình bỏ phân ra đây. Ok mọi người ơi, thôi lao động là vinh quang nha, bây giờ mình lao động đây mọi người. Bye bye mọi người nha.